nhặt được 600 triệu trong két sắt bỏ hoang, mang tất cả đi làm từ thiện. Nhân viên tại cửa hàng Grabia tại Anh đã tìm thấy 20.000 bảng Anh, tầm là khoảng hơn 600 triệu đồng, trong một chiếc két sắt cũ và quyết định quyên góp toàn bộ số tài sản này cho một tổ chức từ thiện sau khi không tìm được chủ nhân của số tiền trên. Những người nhân viên tốt bụng tại cửa hàng Scapia ở Great Blenheim, Suffolk, Anh đã tìm thấy số tiền trong các phòng biệt cũ khi họ mở một trong bốn chiếc két sắt bỏ hoang để tái chế. Số tiền sau đó đã được bàn giao cho cảnh sát và được giữ trong 6 tháng để tìm chủ nhân sở hữu thực sự của chúng. Nhưng không ai đến nhận và những nhân viên này đã quyết định đến để đòi lại số tiền với tư cách là tìm ra chúng hợp pháp. Sau đó số tiền đã được những nhân viên này quyên góp cho tổ chức từ thiện. Giám đốc tiếp thị tại cửa hàng Helen Grabnew nói rằng chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi tìm thấy số tiền này vào tháng 6 và trao nó cho cảnh sát. Đã có một vài người nhận số tiền này là của họ và yêu cầu chúng tôi trả lại. Và cảnh sát cũng nhận được những lời khẳng định mình chính là chủ nhân. Nhưng qua xác minh, thực sự họ đều không phải, bà nói. Cảnh sát không thể chứng minh đó là tiền phạm tội. Vì vậy chúng tôi đã đòi lại số tiền trên và quyết định quyên góp toàn bộ từ thiện, bà cho biết. Cảnh sát nói rằng những chiếc két sắt này có thể là của một văn phòng trong một nhà máy cũ đã bị phá hủy.